phủ Ấn Độ mới đây đã bày tỏ quan ngại những dự thảo thay đổi trong chính sách nhập cư của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump có thể gây ra nhiều tác động bất lợi đối với nhân sự trong lĩnh vực công nghệ thông tin của nước này đang làm việc tại Mỹ. Những thay đổi trong quy định visa H-1B vừa được soạn thảo bởi chính quyền của tân Tổng thống Donald Trump sẽ gây ảnh hưởng không tốt đối với nguồn lao động Ấn Độ trong lĩnh vực công nghệ thông tin đang làm việc tại Mỹ. Quan ngại vừa được chính phủ Ấn Độ đưa ra không phải là không có căn cứ. Mới đây, phát biểu trước Hạ viện, tân Tổng thống Donald Trump đã đề xuất tăng gấp đôi lương đối với những người làm việc tại Mỹ có visa H-1B lên mức 13.000 đô la Mỹ mỗi tháng. Chính phủ mới kỳ vọng điều chỉnh này sẽ giúp tránh trường hợp các doanh nghiệp của Mỹ lạm dụng H-1B như chương trình lao động giá rẻ, trước những bất an về tương lai của hàng chục ngàn chuyên gia lao động trong ngành công nghệ thông tin đang làm việc tại mỹ đại diện bộ thương mại và công nghiệp ấn độ cho biết nước này sẽ sớm có cuộc họp với hiệp hội quốc gia của các công ty dịch vụ và phần mềm tại ấn độ để tìm phương án giải quyết chúng tôi sẽ gặp các bên liên quan để hỏi họ về việc các chuyên gia của chúng tôi đang làm việc trong môi trường như thế nào chiến lược của họ là gì đồng thời xem xét những động thái của chính phủ mỹ từ đó chúng tôi sẽ có một cái nhìn rõ hơn về việc liệu ngành công nghiệp của chúng tôi cần có những phương án đối phó như thế nào H1B là visa không định cư cho phép những doanh nghiệp Mỹ thuê mướn lao động nước ngoài làm việc trong lĩnh vực khoa học, cơ khí và máy tính. Chính phủ Mỹ cấp khoảng 65.000 visa dạng này mỗi năm với hơn 50% trường hợp nhập cư đến từ Ấn Độ.